Phiên sáng ngày hôm nay nhà em hàng lại về ngập nhà đấy các bác nhá. Đấy. Địa chỉ vườn lan Cường Thúy là ngõ 941 đường Trần Huy Liệu, thành phố Nam Định. Các bác đặt hàng có thể liên hệ với em qua số điện thoại 0981550768. Đây, đầu tiên em sẽ về được mấy con trâu VIP nhá. Hàng siêu mít luôn, các bác nhìn đi, thùng hàng nhà em này không nhìn thấy người mẫu đâu nhá. Trâu nhà em to đẹp lắm, chậu 2 cây nhá. Chậu mẹ con đấy. Đây chị ơi. Hàng siêu mít nhá. Hàng này em vừa dỡ ra thì lá nó chưa nở hết ra chứ còn mít cực kỳ luôn. Đây. Hàng này em sẽ chia sẻ đến các bác giá là 250.000 một cây nhá. 250.000 một cây. Một chậu, quên mất, 250.000 một chậu, một chậu 2 cây mẹ con nhá. Đấy, chị quay cả cái mặt kia ra đây cân mẹ con cho họ nhìn đấy. Đấy. Còn có những cái cây nó to hơn thì em sẽ tính tiền to hơn. Còn trung bình là 250.000. Và ba chậu trở lên em sẽ bao ship nhá. Nó rất là nhiều màu. Hồng cánh sen này, sắc pháo, rồi vàng này, xanh cốm, cam lửa. Đẹp chưa các bác ơi? Bò sữa nhá. Siêu mít luôn. Đấy. Ôi. Mít cực kỳ luôn này. Mít lắm. Ví dụ như cái tang cây như thế này thì em sẽ tính cho các bác là 300.000 nhá. 300.000 một chậu, 2 cây. Đấy, em có 2 tang cây nhá. Thế các bác muốn mua cái loại nào thì cứ alo cho em. Đây con này con bò sữa đây này. Con này con này con màu vàng này này. Đấy. Đẹp chưa? Siêu mít luôn nhá. Đấy. Siêu mít luôn, những cái hàng này như ở shop khác họ toàn bán 400 này, 400 350 này. Đấy, hàng em nhà em nhập trực tiếp nhá, không qua trung gian cho nên là giá rất là ok luôn. Đấy, bác nào mua thì có thể liên hệ với em nhá. Sau đây em sẽ lên một số cái mặt hàng thuần tại vườn nhà em đây. Em có một ít cái mã châu VIP nhá. Châu VIP. Em sẽ bỏ ra em thanh lý nhá các bác nhá. Đấy. Siêu đáng yêu luôn. Đầu tiên là em có một con mã số 59 nhá. Mã số 59. Đây. Con này em xem nó có bị lỗi gì không nhá các bác nhá. Không bị lỗi gì nhá. Đấy. Cây đẹp nhá. Cây đẹp nó có bị lỗi một tí ở dưới lá chân này này các bác, ở dưới tận dưới lá chân nhá. Con này là con màu hồng cánh sen nhá. Con này em để cho các bác giá 450.000 bao ship này. Cây to nhá. Đấy. 450.000 bao ship. Tiếp đến là một con mã 91 nhá. Siêu đáng yêu luôn. Rễ này các bác ơi, cây rễ mà em treo mà nó còn ngoằng sang cái cây khác. Mã số 91 này, một con bò sữa nhá. Con màu bò sữa này. Con này cái lá này nó bị xước cái nó thành sẹo từ lâu rồi. Cái cọ, cái móc cọ vào ấy, cuống hoa cũ đây nhá các bác nhá. Đấy. Con này em để cho các bác giá là 480.000 bao ship. Tiếp đến là một con mã số 23. Dễ, đáng yêu quá cơ chứ. Mã số 23 là một con cam lửa nhá. Một con cam lửa này. Con này em để cho các bác giá 460.000. Bản lá to nhá. Và một con này, con mã số 52 này. Xước xước một tí ở đây nhá. Thành sẹo từ lâu rồi dưới lá chân nhá. Đấy. Con này con màu xanh cốm nhá. Con màu xanh cốm này, mã số, mã số này, mã số 52 này. Em để cho các bác giá là con này 450.000 nhá, bao ship. Và một con này là con bò sữa này. Con bò sữa này mẹ con nhá. Mẹ con. Em đánh mã số 82 nhá. Mẹ con này. Siêu to khổng lồ luôn nhá. Con nó năm nay là chắc chắn nó sẽ ra hoa rồi. Mẹ thì khỏi phải bàn rồi. Lá cực kỳ to nhá. Con này đem để cho các bác giá 570.000. Mã số 82. Đấy. Em có mấy cái con này thôi. Em lên em thanh lý toàn hàng 900 với 1 triệu của em. Bây giờ em thanh lý đem thu hồi vốn nhá. Được đồng nào hay đồng đấy. Em có một ít cái sóc ta nhá. Hàng trồng thuần chậu rồi. Em bỏ lên em thanh lý nhá các bác nhá. Đấy. Em sẽ chia mã này. Đầu tiên là em đánh mã số 88 nhá. Mã số 88 gồm có 3 chậu này. Đây em cho các bác xem này. Khổ quá cơ. Chậu đầu tiên này. Chậu đầu tiên gồm có 3 cây. 3 cây là 4 ngọn nhá. Đây. Hoa này đây. Bông hoa này đây, nó nở sắp tàn rồi nhá. Chậu đầu tiên này. Chậu thứ hai này. Chậu thứ hai gồm có 3 cây. Hai con có đang có 2 thằng nụ nhá. 2 thằng nụ đấy. Để các bác chơi hoa nó cũng thích.
Và chậu thứ ba, chậu thứ ba gồm có 3 cây cũng 2 nụ nhá. Đấy. Mã này em để cho các bác giá 290.000 ba chậu này bao ship nhá. Đấy các bác nhìn thấy chưa? Cái này là những cây, cây này là những cây cỏ nó mọc lên đấy nhá. Thì các bác nhìn nó hơi rối mắt về tội những cây cỏ nó mọc lên chứ. Về nhà các bác chăm thì ok lắm. Nhà em đẩy trồng cái này. Nó đã ra ra rễ hết rồi. Tiếp đến là cái một cái mã này là mã 03 nhá. Gồm có 3 chậu này. Chậu đầu tiên này gồm có 3 cây nhá. Có một nụ dài nhá. Đấy. Chậu đầu tiên này. 3 cây một nụ dài nhá. Sóc ta nhá. Chậu thứ hai này. Rễ này gồm có 3 cây có một nụ nhá. 3 cây nhưng mà 4 3 cây nhưng nó thành 4 nhánh nữa cơ. Chậu thứ ba. Chậu thứ ba gồm có 4 cây. 4 cây đang có 3 nụ nhá. Đây này, nụ nó lại nằm trong đây, về các bác vắt ra nhá. Đấy 3 nụ này. Cái chậu này, cái mã 03 này em cũng để cho các bác giá 290.000 này. Tiếp đến mã số 18 nhá. Mã số 18 này gồm có 3. Chậu thứ nhất gồm có 3 cây này. Đang có một bông hoa nhá. Đấy. Chậu thứ hai gồm có 3 cây, 2 nụ này. Nụ này nụ siêu dài, nó đúng là sóc tao khang. Một cái nụ này nữa về các bác vắt ra nhá. Nó ở trong đây, về các bác vắt ra này. Chậu thứ hai này. Và chậu thứ ba này. Chậu thứ ba gồm có 2 nụ nhá. Đấy các bác nhìn thấy nụ chưa? Đấy. Mã này mã số 18 em cũng để cho các bác giá 290.000 bao ship này. Và một cái chậu như thế này nữa. Chậu này mã số 51 nhá. Chậu này rất nhiều cây, đôi 4 6 8 9 cây nhá. 9 cây nhưng có một nụ thôi. Chậu này em để cho các bác này giá 200.000. Và đây là một cái dòng giả hạc thiên cung nữ bố nha các bác nhá. Cái hàng này là hàng giống Đài Loan nha các bác nhá. Ôi đẹp lắm các bác ạ. Mê ly luôn. Đây này, hàng thực tế tại vườn nhà em nhá. Nói về cái dòng thiên cung nữ bố này thì hoa nó cực kỳ là sai hoa luôn các bác nhá. Sai hoa cực kỳ. Em cho các bác xem hoa của nó này. Trời ơi. Mặt hoa đẹp chưa các bác ơi. Đây chỗ này nó nắng nó rọi vào. Đây mặt hoa đẹp chưa các bác này. Và hoa cực kỳ là sai nhá, sai từ gốc đến ngọn, các bác nhìn thấy chưa? Đấy. Hàng này em sẽ chia sẻ với các bác giá cực yêu luôn nhá. Này, một chậu chi chít chì chịt mấy chục thân luôn đây này. Em chia sẻ với các bác giá là 160.000 một chậu đi. Các bác mua 3 chậu em miễn phí ship nhá. Trong trường hợp nào các bác mua một chậu và ghép đơn thì em mới gửi nhá. Còn nếu mà các bác đi đơn không thì em gửi từ 2 chậu trở lên nhá. Đấy, tại vì là nó cũng trả lãi nhiều đâu. Cho nên là em bán quá rẻ rồi. Đây này các bác nhìn này. 3 chậu như này này. Thân sai chi chít luôn nhá. Gọi là mê ly luôn đấy. 3 chậu như thế này có bao nhiêu? 480.000. Đấy. Và ly ship luôn. Cái này á, lúc nó ra hoa, các bác mua như này, lúc nó ra hoa nó ra cả một suối hoa luôn. Có chậu thân ngắn, có chậu thân dài nha các bác nhá. Đây ví dụ như chậu này là thân dài này thì nó sẽ được ít ngọn hơn. Đấy. Lúc nó ra hoa, ui giời ơi. Một suối hoa mê ly luôn. Hàng này thì các bác về các bác chỉ việc trao chơi thôi. Chăm sóc cực kỳ là dễ nhá. 7 đến 10 ngày các bác cho em ăn phân một lần. Này, trời ơi mê lắm, em đứng ở vườn nhà em này. Mà em còn không chịu được vì tội nó đẹp quá. Đây. Ôi giời ơi. Nó là một cái rừng luôn nhá. Đấy. Nó là một rừng luôn. Đẹp lắm. Chậu rất là nhiều thân luôn. Em xuất vườn một cái lô cáo lá xếp cho các bác nhá. Cáo lá xếp hàng trồng thuần rồi này. Về các bác chỉ việc treo chơi thôi. Cái hàng này thì 7 đến 10 ngày các bác cho em tưới cho nó cái phân dưỡng chất một lần nhá. Còn chỉ việc treo chơi thôi, các bác nào thích ghép to thì mình dỡ ra mình ghép, mà theo em là lên để không như thế này. Em cho các bác xem mặt hoa này. Bông hoa siêu dài, mặt hoa siêu đẹp luôn nhá. Chuẩn cáo Bắc, hàng lá xếp luôn các bác nhá. Đấy. Đẹp lắm. Và cái hàng này nó vừa qua mùa hoa rồi, bây giờ là mình chơi thân chơi lá thôi các bác nhá. Chơi thân chơi lá thôi. Hàng cáo lá xếp này.
Đấy. Một chậu nó là có 3 cây nhá. Hôm nay em sẽ chia sẻ với các bác giá cực yêu luôn. 140.000 một chậu. Đây, 140.000 một chậu như thế này. Khi các bác mua 3 chậu em sẽ bao ship và em gửi từ 2 chậu trở lên nhá. Trong trường hợp đây, trong trường hợp các bác mua ghép đơn thì em mới gửi một chậu nhá. Còn đây là 420.000 ba chậu này. Em free ship luôn, ship tận giường luôn nhá. Và một điều nữa là cái hàng rừng này này, cái lá chân thì nó không được đẹp đâu. Đấy, các bác nhìn thấy cái lá chân này thi thoảng nó sẽ rách rách một hoặc là xước xước một tí. Thì cái lá vườn nhà là mình, nhà mình là về nhà mình trồng ở đây này, là cái lá nõn ở trên này nó mới đẹp nhá. Đấy. 430.000, à 420.000 ba chậu này. Free ship luôn. Cực kỳ đẹp luôn. Cáo lá xếp nhá các bác nhá. Đấy, các bác nhìn dễ này. Đáng yêu lắm. Lá xếp khít luôn. Đấy. Cho em cho các bác xem lại này. Hiểu chưa, trên một chậu có loại 3 cây đều nhau. Có loại cây mẹ cây con đấy các bác nhá. Đấy. Và đây là cái mặt hàng hoàng hậu xanh, nữ hoàng của các loài hoa nhá các bác nhá. Trời ơi, xanh mướt, củ cực kỳ là to luôn nhá các bác nhá. Đẹp lắm. Đây này, em có một cái chậu bắt đầu nó đang ra hoa bói đây, hai ngồng nhá. Này, em cho các bác xem mặt hoa này. Tuyệt vời luôn. Nói về cái dòng này thì hương cực kỳ thơm mà hoa bền 4-5 tháng các bác nhá. Hoa bền 4-5 tháng. Đây này, chị bê cho em một cái chậu lên. Đây. Trên mỗi một cái vòi bông này, nó sẽ còn, đây này, nó dài cái chỗ này, giờ dài 50 rồi, nó vẫn còn dài thêm, mà nó dài suốt tuốt tuốt cái bông này. Khi mà nó nở hoa, nó ra hàng trăm cái bông hoa nhỏ như này nhá. Cái nụ này này, nó sẽ ra hàng trăm nụ. Cần bông cực kỳ dài, do các bác là chăm bón thì nhá. Chị bê cho em một chậu. Hàng này em sẽ chia sẻ với các bác giá cực yêu nhá. Này các bác này, vòi hoa mới nằm mầm này, đang tiếp tục ra nhá. Em chia sẻ với các bác giá là 130.000 một chậu. Khi các bác mua 3 chậu trở lên, em sẽ bao ship. Các bác nhìn này, to hơn cả cổ tay em nhá. Đấy. Đấy, cực kỳ to. Bê 2 chậu lên. Khi các bác mua 2 chậu trở lên thì em mới gửi này. Và các bác mua 3 chậu em sẽ miễn phí ship nhá. Này, nặng lắm này các bác này, bê người mẫu như em bê 2 chậu không nổi đi này. Đấy. Siêu đẹp luôn này. Trời ơi, chưa bao giờ lấy được cái lô hàng mà củ to mà nhiều thân như thế này. Siêu đẹp. Và em bán hàng cho các bác là em bán hàng chưa nụ nhá. Nhưng em sẽ bảo hành nó sẽ ra nụ ra hoa vào đợt tới này nhá các bác nhá. Hàng thực tế em quay tại vườn nhà em đây. Đây này, cái hàng cũ ở vườn nhà em bây giờ nó... Đây này, nó lên này. Đây là cái hàng bom về nhá các bác nhá. Hàng bom về mà nó lên 1, 2, 3, 4 mầm nụ này. Đấy, từ cái đợt trước đấy. Các bác nhìn thấy chưa? 4 mầm nụ hàng bom về đấy. Em sẽ bảo hành ra nụ ra hoa cho các bác nhá. Đây có cái hàng này thì em không có cái chậu này thì em để làm người mẫu nhá các bác nhá. Nó ở trong cái lô hàng này đấy. Đấy, nó ra hoa bói rồi. 130.000 một chậu. Các bác mua 3 chậu em miễn phí ship và em gửi từ 2 chậu trở lên. Trong trường hợp các bác mua 1 chậu ghép đơn em vẫn ok. Này các bác ơi, mầm non mới nụ nó ra rất là mầm nụ này. Em nhưng mà em bán cho các bác là bán hàng không nụ nhá, chưa nụ. Đấy. Em giới thiệu tiếp lên các bác một dòng nữa, đó là dòng giả hạc Hawaii trắng xưa nhá. Ôi, đẹp lắm, thân mập này, cực kỳ cứng cáp. Em cho các bác xem mặt hoa nhá. Mặt hoa nó trắng tinh luôn này. Hawaii trắng xưa nhá các bác nhá. Này. Khi nó ra hoa nó sẽ ra hồng chùm dài như thế này này các bác này. Đấy. Hoa nó thì siêu thơm luôn. Hàng này nhá, em sẽ chia sẻ với các bác giá là 120.000 một chậu. Và em đi đơn từ 3 chậu trở lên. Các bác mua 3 chậu em sẽ miễn phí ship. Trong trường hợp các bác mua 1 chậu ghép đơn thì em mới ghép đơn nhá. Đây, ví dụ các bác mua 3 chậu như thế này, em sẽ free ship cho các bác này. Hawaii trắng xưa nhá. Thân cực kỳ mập to nhá. Đấy, 120.000 một em. Cái hàng này thì về các bác chỉ việc treo chơi thôi. Và 7 đến 10 ngày các bác cho em ăn phân thuốc một lần. Đấy.
Cái tầm tháng 10 trở đi các bác cũng cắt nước cho em nhá, thì hoa nó ra mới ra được Tết nhá, không thì hoa nó sẽ ra muộn đấy, ra ngoài Tết nó mới ra nhá. Đấy, một chậu như thế này. Nó sẽ có chậu nhiều thân, chậu ít thân. Chậu nhiều thân ấy thì cây thân nó nhỏ, chậu ít thân thì thân nó sẽ to nhá. 120.000 một em đi đơn từ 3 em trở lên. 3 em flagship nhá. Đấy. Hoa siêu thơm luôn. Và đây là một cái dòng dáng hương Samurai, hay còn gọi là dáng hương Nhật Bản nhá. Đây hàng bắt đầu bây giờ cây có cây bắt đầu đã sưng nụ rồi các bác nhá. Em cho các bác xem mặt hoa này. Nói về cái dòng dáng hương Nhật Bản này, hoa cực kỳ thơm. Các bác nào mua nhà em năm ngoái thì biết rồi đấy. Hoa siêu thơm luôn. Và nó bắt đầu nó nở từ bây giờ cho đến Tết, hết đợt hoa này đến đợt hoa khác. Như năm ngoái nhà em nó nở tất cả là 3 đợt nhá. Đây, có một số cây nó ra nụ rồi. À, ra hoa đấy này. Siêu thơm nha các bác nhá. Bộ rễ nó thì đáng yêu lắm các bác ạ. Các bác mà năm ngoái các bác mua đấy, nhà em đây này, em mới cắt bớt rễ đi. Năm ngoái các bác nào mua nhà em ấy, rễ nó phải ra dài nửa mét nhá. Siêu đẹp luôn. Này các bác ơi, giờ rễ nó đang phun ra da trắng rồi đây này. Đấy. Cây nào rễ nó cũng da trắng rồi nhá. Hàng này hôm nay em sẽ thanh lý cho các bác giá cực yêu luôn. Như năm ngoái ấy, em bán cho các bác giá là 250.000 một chậu. Một cái miếng như thế này. Năm nay em sẽ chia sẻ cho các bác có cả miếng, cả bảng to lẫn bảng bé nhá. Em sẽ chia sẻ với các bác giá 280.000 ba bụi, em bao phí ship nhá. Hôm nay em sẽ free ship luôn. Dễ này. Đấy. Về các bác lên thả vào các bác mua như vậy về các bác lên thả vào chậu này. Các bác lên thả vào chậu hoặc là các bác ghép vào gỗ cũng được nhá. Đấy. Một bảng của nó trung bình này rất là nhiều cây. Và cây là cây nhỏ nhỏ xinh xinh nhá. Đấy. Đây một bảng, có cái nó là họ trồng bằng cốc, có cái là trồng bằng bảng nhá các bác nhá. Đây này. Siêu thơm luôn. Thơm lắm, ở đây có mấy bông nó nở mà thơm cực kỳ luôn này. Ví dụ như cây này đang lên nụ này, các bác nhìn thấy chưa. Đấy, dễ này. Một cây của nó trung bình nó sẽ, một bảng của nó sẽ trung bình có đôi 4, 6, tầm 6, 7 cây trở lên nhá. Đấy, em nói 6-7 cây trở lên, có cây nó sẽ tùm hơn nhá. Nhưng em sẽ bán combo 3 bảng là gồm có bảng cả bảng nhiều cây, bảng cả bảng ít cây nhá. Các bác đòi 3 bảng đều nhiều cây là em không có đâu các bác nhá. Đấy, em sẽ bán kèm. Siêu đẹp luôn. Đây này, em thả 3 bảng này xuống đất thì cho các bác xem nhá. Đấy, đây 3 bảng này, 3 bảng trung bình đây. Đấy. Samurai. Dễ này. Cực kỳ yêu luôn. Và xếp nhá. Nhỏ nhỏ xinh xinh đi các bác nhá. Korakuki nhà em về hàng nha các bác nhá. Này. Siêu đáng yêu luôn. Hàng hàng lá xếp nha các bác nhá. Em cho các bác xem mặt hoa này. Mặt hoa này thực tế đang nở tại vườn nhà em nhá. Và cái mặt hoa, cái hoa này nó rơi và nó nở từ tháng 5 cho đến tháng 12 dương lịch. Thậm chí là Tết nó cũng có ra nha các bác nhá. Đấy. Nói về cái dòng này thì hoa nó siêu thơm và là siêu bền. Hoa nó phải chơi tầm trên 2 tháng nhá. Này, cánh tròn đẹp chưa các bác ơi. Đấy. Và hàng này là hàng cây giống nhá. Trung bình là một chậu nó sẽ có 2 cây này. Đấy. Trung bình một chậu nó có sẽ có 2 cây nha các bác nhá. Cây lá xếp cực kỳ đẹp và bản lá to nha các bác nhá. Đấy. Và với cái đối với cái dòng hoa Koki này này, bao giờ nó về Việt Nam bắt đầu nó cũng trồng, mình trồng vài tháng nó mới nở. Như các bác nào mua nhà em từ cách đây mấy tháng là chắc giờ đã có hoa rồi đấy nhá. Đây này. Bộ rễ siêu đáng yêu luôn. Hàng này em sẽ chia sẻ với các bác giá là 120.000 một chậu. Khi các bác mua 3 chậu thì em sẽ miễn phí ship. Và em ship từ 2 chậu trở lên nhá. Trong trường hợp các bác ghép đơn thì lấy một chậu em mới gửi nhé, chứ em không gửi một chậu đi ạ. Đấy. Nó sẽ có hai dạng cây, một dạng cây mẹ con này, như cây này cây mẹ con này. Và mặt dạng cây là hai cây đều nhau nhá. Đấy, hai cây đều nhau đấy. Siêu đáng yêu luôn. Đáng yêu lắm. Đây, các bác nhìn này. Đấy. Nhà em xếp di dít nhiều quá rồi mà các bác nhìn nó không rõ. Bao la bát ngát luôn nhá. Hương thì thơm cực kỳ luôn ý. Gọi là cực kỳ quyến rũ luôn ý. Đây, cây này cây lá mít nhá.
Nói chung là bản lá to. Em là lá mít xếp chứ còn không mít rụt thì cái hàng này không có lá mít rụt đâu các bác nhá. Dễ này. Đáng yêu lắm. 120.000 một em nhá. Sắp đến mùa hoa nó rồi, các bác nên mua về mình chăm bón nhá. Đem vô lá mít nhà em về hàng cho các bác nhá. Trời ơi, đẹp lắm, phê chưa các bác ơi. Lá mít đồng xu nhá. Đấy. Và cái hàng này là hàng đen vô Thái. Cho nên là hoa nó chơi cực kỳ là bền và cây cực kỳ là khỏe nha các bác nhá. Hoa chơi mình phải chơi trên 2 tháng. Đấy. Có một số cây nó bắt đầu nó ra nụ và một số cây nó chưa ra nụ, cho nên là thân nó rất là tơ tít luôn. Này, bộ rễ đáng yêu chưa các bác này. Đấy. Đây có một cây nó nở hoa bói này, xanh cốm lưỡi đỏ này. Đây này. Và cái hàng này thì nó rất là có nhiều mặt hoa. Em cho các bác xem qua một số mặt hoa này. Denso thì nó nói về cái dòng Denso ấy, hoa nó ra quanh năm, hết đợt hoa này đến đợt hoa khác nhá các bác nhá. Đấy. Cứ hết đợt hoa này đến đợt hoa khác ấy, phê lắm các bác ạ. Và cái hàng này thì em bán mặt hoa xổ số, tại vì là em cứ thấy lá nó đẹp thì em mua, cho nên là em quên mất em không hỏi nhà vườn là mặt hoa nó mặt hoa gì. Đấy các bác ạ, cứ thấy lá đẹp thì mình mua thôi. Hàng này về thì các bác lên cho sang chậu cho em nhá. Sang chậu về mình trồng thêm bằng sơ dừa với vỏ thông nhá. Để cho cây nó có cái đất nó phát triển nó đẻ con này. Đấy. Tại vì người Thái người ta trồng những cái cốc nhỏ như thế này để vận chuyển cho nó dễ, nó đỡ tốn tiền cước. 7 đến 10 ngày các bác phun cho em, cho nó ăn dưỡng chất một lần này. Hàng này hôm nay em sẽ chia sẻ với các bác giá cực kỳ yêu. Em sẽ bán combo nhá. 290.000 năm cốc như thế này và em bao phí ship nhá. Đấy. Và em đi đơn từ một combo là 5 chậu trở lên chứ em không bán lẻ nha các bác nhá. Vì sao em không bán lẻ? Vì em bán quá rẻ rồi. Rẻ hơn so với mặt bằng chung ở mọi shop họ bán nhiều rồi, cho nên là em phải đi vào một combo. Và cái hàng này này, lá nó rất là giòn. Thi thoảng chẳng may trong quá trình vận chuyển nó có hơi bị xước một chút hoặc là nó bị nứt nứt một tí thì các bác hoan hỉ nhận cho em nhá. Chưa, cái em thì đóng rất là cẩn thận nhưng mà không tránh khỏi. Đấy. Thi thoảng thôi nhá. Chẳng may nó bị thì các bác hoan hỉ nhận giúp em. Siêu đẹp luôn. Lá mít đồng xu này. Trời ơi, đẹp lắm ý. Phê lắm. Càng ngắm càng thấy yêu này. Đây này, đây này. Có mỗi một cây này, cây này hoa bói là ra hai nhánh hoa này. Và em bán hàng chưa nụ nhá các bác nhá. Đấy. Đẹp lắm. Phê cực kỳ luôn. Phê con lê tê phê luôn. Em giới thiệu tiếp các bác một mặt hàng nữa là đai châu Thái nhá. Đai châu Thái, hàng này nó chỉ có hai mặt hoa thôi. Một mặt hoa là trắng lưỡi đỏ và một mặt hoa là trắng lưỡi tím nhá. Em cho các bác xem mặt hoa này. Đây là mặt hoa trắng lưỡi tím nhá. Trắng ở đây là 5 cánh trắng nhá các bác nhá. Đấy, chứ không phải là nó đốm đốm đâu. 5 cánh trắng lưỡi đỏ và 5 cánh trắng lưỡi tím nhá. Đấy, tha hồ nhá, mênh mông cho các bác lựa chọn. Hàng này em sẽ giới thiệu, chia sẻ với các bác giá là 250.000 một chậu như thế này. Đây là mặt hoa là trắng lưỡi đỏ nhá. 250.000 một chậu này. Nó trung bình nó có từ đôi 4, 5 cặp lá trở lên nhá. Hàng lá mít nhá. Và đây là 5 cánh trắng lưỡi tím đây. Đấy. Em để đồng giá cho các bác là 250.000 một chậu. Hàng này nó hoa nó chỉ ra 1 năm một lần thôi. Hoa nó ra vào chuẩn Tết nha các bác nhá. Mênh mông cho các bác lựa chọn này. Giá siêu yêu thương luôn. Các bác mua 2 chậu trở lên em sẽ bao ship nhá. Đấy. Mênh mông luôn. Hàng lá mít, lá xếp, xếp mít nhá các bác nhá. Đấy. Mít mịn mịt luôn này. Và đây là cái dòng vôi tím rừng Myanmar nha các bác nhá. Hay còn gọi là vôi Myanmar. Đấy, em cho các bác xem này. Mầm non giờ, tình trạng cây là mầm non giờ nó đang lên nhá. Đấy. Thân già nó đã có hoa hết rồi, bây giờ thì chỉ mình chơi thân chơi lá. À, mình giờ đang có mầm non nhá. Em cho các bác xem mặt hoa này. Nói về cái dòng này hoa có thơm không? Quá thơm nhá. Thơm cực kỳ luôn. Đấy. Và cái hàng này các bác mà biết cách chăm sóc
đúng cách thì hoa nó sẽ ra đúng Tết nhá các bác nhá. Có nghĩa là như thế nào? Tầm tháng 10, các bác tháng 10 dương, các bác sẽ cắt nước đi cho em. Không tưới vào thân và lá mà mình chỉ tưới vào giá thể thôi. Mình tưới lúc ấy mình mà tưới vào thân và lá thì lúc đến lúc nó ra hoa thì nó ra vừa hoa, ra hoa muộn này, nó vừa ra kỳ này. Đấy, nó ra có ra hoa nhưng ra hoa ít thôi. Mà mình ngắt nước thì hoa nó ra đều và nó ra hoa sẽ ra đúng Tết nhá. Nhà em mấy năm vừa rồi em đã chơi rồi, chơi hoa Tết rồi. Và đây này, những cái thân, nói một điều nữa là những cái này này, nó là thân già năm ngoái, nó ra hoa rồi nhá các bác nhá. Mình cứ để đây để cho nó hút dinh dưỡng, nó nuôi cái cây thân non này. Không ảnh hưởng gì, các bác không cần phải cắt đi đâu nhá. Đấy, một số bác không biết thì cứ bảo rằng là sao cây nó xấu thế, nó chọc thu lu. Đây em giải thích cho các bác nhá. Đây này, cái thân già năm ngoái nó ra hoa rồi. Đấy. Và hàng này em sẽ chia sẻ với các bác giá 130.000 một bảng. Và em đi đơn từ 2 bảng trở lên. Trong trường hợp các bác mua 3 bảng em sẽ miễn phí ship. Đây, mà các bác lên mua 2 bảng để về mình ốp vào nhau này. Lúc nó ra nó sẽ ra một suối hoa luôn nhá. Đấy, cực kỳ là thơm và quyến rũ nhá. Này nhà em đây này, các bác nhìn này, mênh mông luôn nhá, bao la bát ngát luôn. Đấy, bao la bát ngát luôn nhá. Và đây là cái lô nhạn VIP nhà em vừa cập bến nhá các bác nhá. Trời ơi đẹp lắm, hàng trồng thuần rồi ở trên bảng gỗ nhá các bác nhá. Đây em cho các bác xem mặt hoa thực tế đây, hoa nở tại nhà vườn nhà em đây. Đây, thơm lắm, đứng đây mà rứt hết cả mũi luôn các bác ạ. Đây này, đấy, thơm cực kỳ luôn. Em cho các bác xem mặt hoa thực tế đi nhá. Ở bên ngoài màu hoa nó còn đậm hơn nhá. Đây này, cái bông này chưa nở hết đây này, này. Đấy, đây và em cho các bác xem cây thực tế này nhá. Một bảng, cái này trồng thuần ở trên bảng gỗ rồi. Một bảng nó trung bình nó có 2 cây, hàng lá xếp mít nhá. Đấy, hàng này em sẽ chia sẻ với các bác giá 200.000 một bảng. Và em đi đơn từ 2 bảng trở lên. Khi các bác mua 3 bảng thì em sẽ miễn phí ship nhá các bác nhá. Đấy, cái hàng này thì cực kỳ là dễ chăm bón. Và hoa nó nở rải rác từ bây giờ cho đến tháng 10, thậm chí là đến tháng 12 dương lịch nhá các bác nhá. Hàng này là hàng nhạn Thái chứ không phải là hàng nhạn rừng nhá các bác nhá. Cho nên là hoa nó không cố định vào tháng mấy. Đấy, đẹp mướt mát luôn. Này, có cái móc treo sẵn rồi, về các bác chỉ việc treo chơi thôi. Và 7 đến 10 ngày các bác tưới cho em cái cho nó dưỡng, ăn dưỡng chất một lần nhá. Nó như người ấy, mình phải ăn tôm, ăn thịt, ăn cá nó đủ chất nó mới, cây nó mới phát triển được. Đấy, bộ rễ đáng yêu chưa. Này các bác nhìn này, bao la bát ngát luôn nhá. Siêu thơm luôn, phải nói là siêu thơm luôn ấy. Thơm cực kỳ là thơm luôn. Các bác nào mà đứng ở gần đây đến đến nhà em mà xem này, thơm rứt hết cả mũi luôn. Đúng vậy đó nào, cái khuôn cái cánh bông nó rất là tròn luôn nhá. Đấy, tròn này. Đấy, 200.000 một bảng có 2 cây nha các bác nhá. Em giới thiệu tiếp đến các bác một mặt hàng nữa, đó là trầm cổ nhá. Hàng trầm cổ này, hoa Tết này. Đấy, em cho các bác xem mặt hoa này. Hoa siêu thơm luôn các bác nhá. Nhà nào bác nào mà Tết đến mà treo được một chậu như này thì thơm cực kỳ luôn. Thơm hát hết mùi thịt mỡ dưa hành đi. Và cái hoa này nó sẽ ra chuẩn Tết nhá các bác nhá. Đấy, cái hàng này thì cực kỳ là dễ chăm sóc. Em trồng thuần, hàng này trồng thuần rồi, về các bác chỉ việc treo chơi thôi. 7 đến 10 ngày các bác tưới cho em một cái phân dưỡng chất một lần. Đấy, tầm từ tháng 11 trở đi thì các bác ngắt nước. Các bác ngắt nước có nghĩa là mình không tưới vào phần lá nữa, mình sẽ tưới vào phần gốc này. Đấy, để cho cây nó, vì sao vậy? Vì thì lúc ấy nó cây nó mới ra hoa. Và các bác mà cứ tưới vào phần thân đi thì nó sẽ ra kỳ, nó không ra hoa đâu nhá các bác nhá. Đấy, siêu đẹp luôn. Bao la bát ngát luôn cho các bác lựa chọn nhá. Đẹp cực kỳ luôn. Và hàng này em sẽ chia sẻ với các bác giá là 120.000 một chậu. Trên một chậu nó sẽ có trung bình 4 thân trở lên. Và chiều cao bây giờ nó sẽ trung bình là từ 20 đổ lên nhá. Cây này nó sẽ đạt chiều cao tầm từ 1m đến 1,5m khi các bác chăm sóc tốt nhá các bác nhá.
Em bán cho các bác giá 120.000 một chậu và em đi đơn từ 2 chậu trở lên. Trong trường hợp các bác mua 3 chậu như thế này, em sẽ để cho các bác giá 350.000 và em miễn phí ship nhá. Đây các bác ơi, bao là bát ngát luôn cho các bác nhá. Đẹp lắm. Phải gọi là thân lù béo ngậy luôn. Hết nước chấm luôn. Gọi là đẹp chặc 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 luôn, cực kỳ luôn. Đây nắng này. Thân lù luôn nha các bác nhá. Nắng này nó đang dọi vào, đâm ra quay nó không rõ lắm. Đấy, đáng yêu lắm cơ các bác ạ.